Buổi chiều mẹ lên dây thấy bóng cây cờ nia, bóng tròn che lưng mẹ về nhớ anh mẹ khóc. Hỏi cây cơ nia dễ mày uống nước đâu, uống nước nguồn miền Bắc. Con ruột sông nhớ đất, cái chiếc phí sông nhớ rừng, em và mẹ nhớ anh. Uống nước nguồn miền Bắc như bóng cây cơ nia, như gió cây cơ nia, như của Phương Mỹ Chi và Nam Cường. Vừa rồi thì có một cái câu mà khi con vừa hát xong một cái là chú thấy chú Hoài Linh vỗ tay liền lập tức. Cái câu mà bóng ngã che ngực em đó, con hát lại cho mọi người nghe một lần nữa câu đó được không? Bóng ngã che ngực em. Rất dễ thương. Con luyện thanh như thế nào để con có thể hát được một cái giọng nó cao, nó trong như vậy? Dạ, chú Cường chỉ con là phải... là phải lấy cái bụng đây nào, mà con không biết là chú Hoài Linh có thể chỉ con làm được không ạ? Trời ơi, sao con biết Linh kế bên không hỏi mà con hỏi khó quá vậy? Lấy cái hơi bụng ra là chú làm không được. Chú kia là... nếu anh làm như vậy giống như anh ghét ai là trúng cái là luyện thanh được chứ. Đúng rồi. Nhưng mà ghét mà liên hoàn nó mệt lắm đấy nha. Đúng rồi. Con thử tập theo cái cách mà chú Hoài Linh vừa hướng dẫn con xem. Ghét người ta mà nhìn vẫn thấy dễ thương à. Xin mời giám khảo Mỹ Linh nhận xét ạ. Không chỉ là rất là dễ thương mà còn là rất là cô băng thị hội. Bình thường người ta sẽ chỉ hát là bông ngà thì, nhưng mà cô lại đóng lại một chút đúng không? Khó lắm, cô còn không bắt chước được cơ. Yeah. Cái phần trình diễn của cô Băng Thị Hội thì nó không có nhiều về hình thể mà nó chỉ là nội tâm và giọng hát thôi. Thế nhưng hôm nay hai chú cháu phải nói là làm rất là tốt. Con làm tốt thì cô đã thấy là rất là giỏi rồi. Huấn luyện viên của con kìa, nam mà hát giả cái giọng soprano như vậy là phải nói là khó kinh khủng đại nghĩa. Khó lắm. Và hôm nay xin dành lời khen cho hai chú cháu. Xin cảm ơn giám khảo Mỹ Linh và xin mời giám khảo Hồng Vân. Khi mà con cất cái tiếng hát lên một cái là thiệt á, cô chịu không nổi luôn á. Như là cô đã nói với con từ số đầu tiên, nó con còn dễ sợ hơn nữa. Thì hôm nay là đã chứng minh một phần những cái điều mà cô cảm nhận rồi. Còn riêng về Nam Cường á, nãy là em vừa bước ra là chị nhìn Linh, chị cười liền chứ nói trời ơi sao mà giống cô Măng Thi Hội quá vậy mà. Em giống lắm, cái thần thái em cũng giống nữa. Tiết mục này làm cho tôi vô cùng thỏa mãn. Dạ, xin cảm ơn giám khảo Hồng Vân. Và để có được cái diện mạo như thế này thì có lẽ chúng ta nên dành một tràng vỗ tay cho ekip hóa trang của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí. Và xin mời giám khảo Hoài Linh.
anh rất trân trọng cái điều mà em dành cho thí sinh. Em đã huấn luyện được Phương Mỹ Chi từ cái luyến lấy và cái chỗ dễ ăn điểm nhất và cũng là cái khó nhất, bởi vì chỗ đó là cái điểm nhấn lớn nhất mà ban giám khảo có thể nhìn vào đó để đánh giá cái bài hát này. Và Phương Mỹ Chi đã không làm em thất vọng. Chỉ cần một câu luyến lấy của con ngay cái đoạn đó thôi là chú đã cảm thấy ăn tiền rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Màn kết hợp rất là tuyệt vời. Chúc mừng anh. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Và quý vị khán giả, nếu như yêu mến phần trình diễn vừa rồi của Phương Mỹ Chi và Đăng Cường thì hãy bình chọn cho cặp đôi này với mã số là 05, gửi về tổng đài 6370. Chúc mừng Phương Mỹ Chi, Đăng Cường.